Bữa trước ở đây á là hai người hay thường hẹn hò. Ở đây là nhiều họ yêu đường lắm ở đây. Đó những cái thằng tơ á, bữa trước là anh học không biết lớp mấy, anh học là anh viết thư luôn, anh hát con gái ở đây luôn hẳn ở. Có lúc là bố mẹ hắn đi tìm, tìm miết không thấy. Tìm đi xa xôi luôn đi tìm, không ai mà thấy. Nó ra hắn ở đây tan con gái lủng tung á. Bây chứ con gái đi về rồi. Không ở lại với hắn nữa. Hắn nói bố mẹ rồi, bố mẹ không nghe. Bố mẹ kêu đừng lại không biết, hắn cứ yêu miết. Hắn cứ yêu đường. Yêu 3 năm 4 tháng, yêu lâu lâu là con gái nó bỏ hắn đi luôn, mất luôn hắn đi. Đó, cái thằng này nè. Bữa trước hắn nói rồi, bữa trước cứ cố gắng học, khắc hành, có nghề ngô nghiệp, có lường bông, không chịu. Chứ đi bắt cá không có con cả. Sao họ ngắn đất rồi. Ha 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 ha